Con tên Phùng Tiểu Quỳnh, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thở nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động về chân học một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng. Xin được các lời nguyện này, con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi này. Con nguyện đến tận cùng đời địa đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt thuyết dụ khiến cho có thể tất cả chúng sinh đồng biết đến ngày về quy y ngày hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng con muốn mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mẹ chúng sanh cho sự quy y cùng lời nguyện này cho của con, khiến con đời đời kiếp kiếp được không bao giờ quên mất. Hiện nay con liền phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sau nạn, rủ mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ gia hộ cho con cùng hết thảy muôn lời đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chúng hãy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Theo như cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ hai, phân thân đặc hội một phó thân cùng nguyễn thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất kể thư, bất kể nghị, bất kể lượng, bất kể thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội hợp tại cung trời đeo lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng để lột thoát, giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đều ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức ni do the đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó hãy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa liền cho trụ nơi đều vô lượng chánh đẳng chánh giác trọn thân còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xe đến nay trôi lan trong còn sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tiện ngừng giấc. Nhờ lòng từ bi lớn về thọ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả được chúng được đều khỏe. Đại chúng đó từ khi để đến cung trời đeo lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chim muỗng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Hai, Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc quyền so đảnh của hóa thân Địa Tạng tại Bồ Tát tâm trăm nghìn muôn ức, bất kể tư, bất kể nghị, bất kể lượng, bất kể thuyết, vô lượng vô số thế giới này gọi rằng tê ở tâm đời ép ngủ trượt giáo hóa những chúng sanh căn cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tề và chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó tê cũng phân nhiều trăm ức thân lạc ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó hoặc có người can tánh sáng lị nghe phép của tê thời liền tính nhận, hoặc có người phải ăn cần khuyên bẻo mới thành tựu được thiện vẽ, hoặc có chỉ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng liêm lòng kính tinh ngưỡng mộ tê phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh. Mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rằm, hoặc hiện ra thân mũi thần, hoặc hiện ra rừng núi thân người eo rạch suối, làm lợi ích cho mọi người đỡ rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân,
học hiện ra thăng quốc vương, học hiện ra thăng cư sĩ, học hiện ra thăng tử phụ, học hiện ra thăng các hàng quen thuộc, học hiện ra thăng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bệ tát, ưu bệ di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán bất chi phật về bồ tát đỡ hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng hơi đau địa tạng âm xem te để trải qua bê số kiếp nhập nhằn độ thoát những chúng sanh kiên cường đầy tội khổ khó tha hóa như thế. Ngồi đây chỉ những kẻ chưa đều phục được thời phải theo nghiệp họ béo, nếu khi chúng nó có bị độ vèo đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nghĩ được nên nghĩ nhớ te ở cung trời đeo lợi ăn cần khóa chút đây nghề gán độ chúng sanh này cho chúng sanh trong cổ dây tê đề này đến lúc Phật Di Lặc kia đời đều đạn giải thoát khỏi hẳn các điều khổ. Đạo Phật được Đức Phật thọ ký bấy giờ những hóa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới nghiệp hiệp chung lại một phần rơi lệ thương cảm nghề bạch cùng Đức Phật rằng từ số kiếp lâu xe đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiết độ dắt dìu liền cho con được thành lập trạng thái nghĩa bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện ra thì con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hệ xe thế giới, trong mọi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa trăm hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi tên bẻo hội hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chùm mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cũng mong Đức Như Lai trở về chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mẹ sanh lòng la lắng, cũng mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mẹ sanh lòng la lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật bi lòng như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hai tay hai tay ti hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ khi số kiếp lao xe đến nay thường các nguyện rộng lớn cứu được tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả bồ đề. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So ha ha.